đây mình có một lỗ mì mì trứng tươi ha. Ở đây mình có cái đậu đậu Hòa Lan với đậu cô ve. Ở đây mình có một cái ít nấm thôi. Giờ đây mình có hai con hải sâm. Giờ có chút xíu cà rốt để mình làm cho nó có cái màu đẹp đẹp. Bữa nay mình sẽ làm mì xào giòn hải sâm, rất là đơn giản. Có một dĩa mì xào không. Giờ mình làm cái hải sâm trước, rửa rồi mình sắc hải sâm. Giờ đậu thì mình ngắt bỏ hai cái đầu ha, xíu như vậy nè, cho hai cái bên hông á nó dai, bỏ không có bị dai cái cọng đậu. Mình sẽ cắt lấy cái mông nấu thôi, còn cái cùi này mình bỏ. Mấy cái video trước mình có chia sẻ cái cách làm hải sâm rồi ha. Thì hải sâm mình mua về thì mình cắt nó ra, rồi trong ruột của nó là mấy cái này, cái ruột của nó này kia, rồi mình sẽ dùng cái muỗng hay gì mình nặng mình bỏ cho nó sạch. Hải sâm sau khi mình làm sạch thì mình sắc ra cộng vậy ha. Mình sẽ chuẩn bị mình đi trần sơ cho nó bớt cái mùi hăng của cái đồ biển. Đây mình có một chén tỏi bầm. Sau khi đậu mình đặt sạch thì mình bỏ chung với cà rốt đang chút xíu mình cũng trần sơ. Ở đây mình có cái chảo nước sôi ha. Mình sẽ bỏ vô đây vài lát gừng, cho vô đây một muỗng cà phê muối với lại một muỗng canh giấm. Sau khi nó sôi rồi mình sẽ thả cái hải sâm của mình vô mình luộc ha, mình trụng cho hải sâm nó chín với lại nó săn lại với nó ra mất cái mùi dơ của cái hải sâm. Rồi, sau khi cái con hải sâm của mình nó săn lên rồi chín rồi, giống vậy nè ha, mình vớt ra. Rồi mình thả vô cái thớt nước đá lạnh của mình nha. Sau khi hải sâm ấy rồi mình làm một tô nước đá mình thả vô, thả cái hải sâm mình vô tô nước đá lạnh cho cái hải sâm mình nó giòn trở lại. Rồi nước nó sôi trở lại thì mình trụng đậu luôn ha, đậu với lại cà rốt. Rồi đậu chín thì mình cũng vớt ra đổ với cái tô nước đá luôn ha, cho đậu nó giòn. Cái đậu mà trong là chín, đừng có trụng lâu quá nó hết giòn cái cọng đậu. Cho vô cái tô đá của mình. Cái cà rốt luộc thì nó hơi lâu cho nên mình chừa cái cà rốt lại, vớt đậu ra trước. Sau khi cái cà rốt của mình nhắm thấy mềm rồi đó ha, thì mình cũng cho nấm vô, mình cũng trần sơ nó một cái. Tắt lửa mình vớt ra hết ha. Thì đây mình cho một cái dĩa ha, thì mình ăn một dĩa mì xào bao nhiêu thì mình sẽ cho ra một cái dĩa bao nhiêu ha. Mình sẽ chảy ra cái dĩa xong rồi mình sẽ đem vô bỏ vô cái lò vi sóng mình bắn 1 phút cho cái mì mình, tại vì cái mì này mình để trong tủ lạnh đó, thì cái nhiệt độ luôn nó sẽ làm cho cọng mì mình nó lạnh ha. Thì mình sẽ cho vô cái lò vi sóng mình bắn 1 phút để cho cái mì nó nóng lại rồi mình đem lên chiên giòn. Khi dầu của mình nóng rồi đó, mình cho một con mì vô mình thử coi cái độ dầu của nó nóng chưa ha. Cọng mì nó nổi lên liền là nó nóng. Sau khi cái dĩa mì của mình bắn vô lò vi sóng 1 phút để cho nó nóng rồi đó, dầu cũng nóng rồi, mình sẽ thả cái mì này vô. Thank you.
hôm nay mình chia sẻ chút xíu về cái mì ha. Thì cái mì á, mình mua ngoài shop về á, nếu mà nó mì mới á thì nó có một cái lớp bột phủ ngoài á, thì mình sẽ chiên á, còn mì nó sẽ giòn liền ha, nó sẽ giòn như vậy, nó phùng ra giòn như vậy. Còn nếu như mình để mà cái cọng mì cũ rồi mình khui ra rồi mà để một hai ngày, cái lớp bột áo bên mì á, cọng mì nó không còn á, thì khi mình chiên nó sẽ không được phồng giống vậy ha, nó bị sượng, nó sẽ giống như vậy, cái cọng mì nó sẽ như vậy, nó bị chai. Cho nên khi mà mình gặp cái trường hợp mà cọng mì của mình á, lỡ mua về mà xài rồi mà còn không có hết mà nó cũ rồi, nó không có cái lớp bột á, thì mình sẽ dùng cái bột bắp là cái corn flour. Mình sẽ phủ một cái lớp bột, mình sẽ nhúng vô cái lớp bột đó, mình phủ sơ cái lớp bên ngoài cái mì, rồi mình thả vô chảo dầu nóng mình chiên, thì cái cọng mì của mình nó sẽ rất là giòn ha. Đó là cái cách mà mình cứu giãn cái bịch mì cũ. Rồi ở đây mình có cái chảo dầu nóng, mình có nửa chén gừng với lại tỏi, gừng mình cắt sợi với lại tỏi mình bầm nhuyễn bỏ vô đây. Mình cho vô đây một muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ xào cho tỏi với gừng cho nó thơm rồi mình đổ cái hải sâm của mình vô xào. Rồi sau khi cái tỏi của mình nó thơm rồi đó, cái gừng nó thơm rồi ha, thì ở đây hải sâm với là rau cải mình trụng rồi, mình sẽ hấp hợp được vô. Sau đó mình sẽ cho vô đây nửa muỗng cà phê ớt sa tế, tại vì cái đậu biển á mình phải cho miếng ớt sa cay á bên trong. 2 muỗng canh dầu hào. Một muỗng canh đường. Ở đây mình sẽ có một cái chén nước luộc gà ha, mình sẽ cho vô đây nữa. Nước súp gì cũng được, luộc gà mình sẽ cho vô đây. Mình sẽ cho vô đây nửa muỗng cà phê nước tương. Vài giọt dầu mè. Em ném là vừa ăn rồi ha. Thì mình sẽ chuẩn bị một chút xíu bột bắp để mình quậy cho nó lên lên cái nước. Sau khi mình thấy nó sôi rồi, bắt đầu mình cho bột vô, không cho hết bột lược ha. Rưới, mình rưới từ từ, rưới từ đầu mình rưới tới đây cho cái nước súp của mình nó lên rồi. Cho nhiều quá một lần nó đặc thì mình khá khó chữa. Chữa cũng được nhưng mà nó sẽ thêm nước dùng rồi mình thêm mọi thứ lại thì nó sẽ nhiều. Xào xong thì cái món của mình nó hoàn tất, thì mình sẽ múc cho lên mì của mình ha. Món mì của mình đã hoàn tất ha. Thì mình sẽ rút ra mình cho bên đây một chút tiêu nữa. Thì cái này mình dọn lên với một cái chén tương ớt. Thì món mì xào giòn hải sâm của mình đã hoàn tất. Thì món này ăn tương đối là ngon. Khi mình ăn thì mình trộn đều lên với cái nước sốt, thì cái mì của mình vừa giòn mà nó vừa thấm gia vị thì sẽ rất là ngon ha. Thì chúc các bạn thành công với cái món mì xào giòn hải sâm.
Chúc cả nhà một buổi chiều ấm cúng bên mâm cơm gia đình ha. Xin chào, hẹn gặp lại video sau.